Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Anh Bùi Minh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, chủ nhân của con bò kỳ lạ có tới 6 chân và 2 đuôi, được nhiều người quan tâm cho biết đã từng có một vài người ở miền Nam ra tận nơi và hỏi mua bò. Họ trả gần 6 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Số tiền này thật sự là quá lớn đối với gia đình tôi, nhưng sau thời gian nuôi, chú bò này cũng như một thành viên trong gia đình nên trả bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không bán. Thời gian qua, tại khu du lịch suối Cá Thần, Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện con bò 6 chân 2 đuôi kỳ quái, thu hút hàng nghìn người hiếu kỳ tới xem khi đến tham quan, vãn cảnh tại suối Cá Thần. Theo đó, phía trong khu du lịch suối Cá Cẩm Lương, làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, gia đình anh Bùi Minh Tuấn đã quảng bá, tổ chức cho du khách xem bò có 6 chân 2 đuôi. Qua quan sát, gần hang cá ra vào và sát chân đường lên hang núi, có tấm biển quảng bá hiện tượng lạ, bò 6 chân 2 đuôi. Tiếp đó, bên trong khu nhà riêng, chủ bò căng bạt, dựng dạp, phía trên có biển quảng bá, quý khách tham quan hiện tượng lạ, bò 6 chân bên suối cá. Phía trong là chú bò khá đặc biệt, ngoài vẻ hiền lành, béo tốt, bên trên gù lưng bò có 2 chân và một cục thịt hình trụ giống đuôi buông xuống chân trước bên trái. Đây là hiện tượng sinh học ít gặp. Rất đông du khách sau khi xem cá lạ đã tò mò lên xem chú bò được quảng bá là kỳ lạ này. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng nhiều người khác lại cảm thấy tội cho chú bò bị dị tật. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng chú bò. Dù gia chủ luôn nhắc nhở du khách cẩn thận kẻo bò húc nhưng thực tế, chú rất hiền lành, người lớn trẻ em đua nhau chụp ảnh cùng. Theo anh Tuấn, sau 6 năm nuôi dưỡng, con bò phát triển bình thường, hai chiếc chân phụ và chiếc đuôi gắn vào khớp cổ cũng lớn dần lên, có thể cử động nhẹ. Hiện tại, con bò nặng khoảng 5 tạ, dài khoảng 2,5 mét, cao khoảng 1,5 mét.